Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em môn sinh học lớp 6, bài số 17 nha. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình vào bài 17, vận chuyển các chất trong khăn nha. Một nhỏ vận chuyển nước và muối khoáng qua tay. Thí nghiệm: dụng cụ bình thủy tinh chứa nước pha màu, mực đỏ qua mực tím cũng được. Dao con, kính lúp, một cành hoa trắng, hoa huệ, hoa cúc hoặc hoa hồng đều được. Mình sẽ tiến hành thí nghiệm nha. Trước hết mình cắm một cành hoa vào bình nước màng để gia chủ khóm như là hình 17.1a. Sau một thời gian quan sát nhận xét sự thay đổi màu của cành hoa. Tiếp theo là cắt vài lát mỏng ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhiễm màng. Nhận xét nước và muối khoáng hòa tan được vận chuyển theo phần nào của khăn. Như vậy mình sẽ làm một thí nghiệm hình 17.1. Mình sẽ lấy một hoa hồng màu trắng nha. Mình cắm vào một cái cốc thủy tinh có nước pha màu đỏ. Còn bên đây thì mình lấy một cành hoa màu trắng cắm vô nước trắng bình thường nha. Nước không màng, nước lọc bình thường. Giờ như vậy mình sau một thời gian mình thấy là cái hoa hồng, cái hoa nó chuyển từ màu trắng sang cái màu của cái nước, đúng không? Và phần lá cũng vậy, đúng không? Giờ như mình trả lời ba câu hỏi trên. Sau một thời gian thì mình thấy cành hoa trong cốc nước màu, thì cánh hoa sẽ chuyển màu sang màu của mình. Nước và muối khoáng đã được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ vào các mạch bộ, đúng không? Sau khi mình cắt lát xong, mình thấy là cái phần bị nhuộm màu chính là cái mạch gỗ của nó. Nên mình kết luận là nước và muối khoáng được hoàn chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ nha. Đúng không nè? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Tiếp theo là hai nhỏ hoàn chuyển chất hữu cơ. Mình sẽ làm tiếp thí nghiệm nha. Để tìm hiểu tác dụng của mạch ray đối với cây, thì tướng chọn một cành cây trong vườn bóc vỏ một phanh vỏ như là hình 17.2. Tướng sẽ chọn một cái cành cây, sẽ bóc vỏ một phanh giống như vậy nha. Sau một tháng thì tướng thấy là mép vỏ ở phía trên phình to như là hình 17.2 b. Mình thấy là cái phần vỏ chỗ này nó phải phình to ra, đúng không? Sau một tháng ban đầu thì nó như vậy, sau một tháng thì chỗ này nó sẽ phình to ra, đúng không? Giờ tiếp theo khảo luận, giải thích vì sao mép vỏ ở phía trên chỗ cắt phình to ra, vì sao mép vỏ ở phía dưới không phình to ra, và mặt cây có chức năng gì, và nhân dân ta thường làm thế nào để nhân giống nhanh các cây ăn quả như là cam, bưởi, nhãn, vải, hồng xiêm. Giờ hãy trả lời ba câu hỏi trên nhé. Như vậy là mép phía trên chỗ cắt bị phình to ra là do các chất dinh dưỡng tổng hợp được vận chuyển từ trên xuống dưới, đến chỗ vết cắt thì bị ngừng lại, nên các chất dinh dưỡng bị tích tụ tại đó làm phình to ra. Mặt ray sẽ có chức năng là vận chuyển các chất dinh dưỡng do lá tổng hợp đến các bộ phận khác của cây. Và nhân dân ta thường là sử dụng phương pháp là chiết cành để nhân giống cây ăn quả, có nghĩa là người ta cắt một đoạn vỏ và người ta đắp đất vào đó, một thời gian chỗ đó sẽ mọc rễ và người ta cắt cái cành nó xuống, người ta trồng xuống đất thì cái rễ, cái phần đó sẽ biến mọc thành một cây mới nha. Giờ như vậy trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Tiếp theo nội dung chính của mình hôm nay là nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ, còn các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển ngược lại là nhờ vào mạch ray nhé. Giờ như vậy mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần câu hỏi của bài tập nhé. Giờ câu số 1 mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của khăn vận chuyển nước và muối khoáng nhé. Giờ thầy sẽ trả lời câu số 1. Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của khăn vận chuyển nước và muối khoáng. Như vậy mình sẽ chuẩn bị hai cành hoa hồng trắng nha.
và hai cốc nước, một cốc nước bình thường và một cốc nước mình sẽ thêm mật đỏ và mật xanh để tạo màu. Cắm mỗi cành hồng trắng vào một cốc nước. Sau khoảng 2 giờ thì ta thấy cánh hồng trắng trong cốc nước màu sẽ đổi màu, gần như gần màu với màu cốc hơi đỏ hoặc là hơi xanh. Còn cành màu hồng trong cốc nước còn lại thì vẫn giữ nguyên màu trắng. Điều này chứng tỏ là nó màu đã chuyển từ cốc nước lên cánh hoa, đúng không nào? Giờ tiếp theo, thí nghiệm thứ hai, dùng dao nhọn cắt ngang cành hoa bị đỏ màu, thì ta sẽ thấy có các chấm có màu đỏ hoặc là màu xanh. Quan sát vị trí và hình dáng và hình dạng, mình sẽ quan sát vị trí và hình dạng của chấm đỏ đó dưới kính lúp, dưới kính lúp nha, sẽ nhận thấy chúng là lá cắt ngang của mạch gỗ, kết luận là mạch gỗ của khăn hoàn chuyển nước và mũi phán. Giờ như vậy mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nhé. Giờ câu số 2, mạch rây có chức năng gì? Như vậy là mình nhớ là mạch rây sẽ có chức năng là chuyển các chất hữu cơ qua lớp gỗ rác nhé. Đúng này. Mạch rây sẽ chuyển chức năng là chuyển chất dinh dưỡng qua lớp gỗ rác. Giờ mình trả lời xong hai câu hỏi, mình sẽ qua tiếp phần bài tập luôn nhé. Giờ tiếp theo là phần bài tập nhé. Giờ bài tập hãy chọn những từ thích hợp trong các từ tế bào có vách dày quá gỗ, tế bào sống, vách mỏng, chuyển chất hữu cơ đi nuôi nuôi cây, vận chuyển nước và mũi phán đều vào chỗ trống trong các lốp xe. Mạch gỗ gồm 3 chấm, không có chất tế bào có chức năng 3 chấm. Mạch rây gồm những 3 chấm và có chức năng 3 chấm. Giờ mình sẽ điền chỗ trống vào cho thích hợp. Như vậy là mạch gỗ gồm những tế bào có vách dày quá gỗ, không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển nước và mũi phán nha. Mạch dây hợp những tế bào sống vách mỏng, có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây nha. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay nha. Nếu các em thấy bài giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký lên kênh Hải Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Hải Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.